phòng an tĩnh từ các quốc tổ quốc ngoại thương mình. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về chuyến hành trình hướng về biển đảo tổ quốc thân yêu do ban tổ chức thực hiện chương trình đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Hành trình hướng về biển đảo tổ quốc thân yêu là chúng tôi trở về với ký ức về là một thời hào hùng tiếc thương của dân tộc. Đoàn đã dừng chân làm lễ dân hương tại thành cổ Quảng Trị, nơi được coi là đất tâm linh, nơi bất cứ bất cứ nào cũng có máu xương của các chiến sĩ trong trận chiến 81 ngày đêm. Điều này là biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đã công hiến máu xương để làm nên sự sống trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng này. Ban tổ chức đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và trao tặng 100 phần quà gửi tới 100 cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Buổi lễ trao quà đã diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Đó cũng chính là niềm vui, sự động viên và an ủi đối với những người đã chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình của dân tộc. Và cũng ngay buổi tối hôm đó, ban tổ chức đã long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu trị ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại bến sông Thạch Hãn. Đại lễ cầu siêu dưới sự chủ trì của các sư thầy, lễ phóng sinh đã được tiến hành, đồng thời là ngâm nhìn một đèn hoa đăng đã được thắp sáng và thả trên dọc sông Thạch Hãn. Dòng Thạch Hãn rực sáng như một thời máu lửa, thành cổ oai hùng bất tử với 81 ngày đêm đã trở thành biểu tượng sống của mọi thời đại. Rời mảnh đất Quảng Trị anh hùng, đoàn hành trình đã lên đường tới huyện đảo Lý Sơn để trực tiếp thăm hỏi và tặng quà tới các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển tại hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Lễ trào cờ của các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo huyện và cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã được tiến hành trên cột cờ Tổ quốc. Trên đỉnh núi Thanh Lưới, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hiên ngang hướng về phía vùng biển Trường Sa. Bầu trời cao và xanh hơn, biển cũng lặng sóng hơn trong những giây phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ vùng trời và biển đảo tổ quốc thân yêu. Đến với Lý Sơn lần này, ban tổ chức đã dành tặng 200 phần quà gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Có lẽ điều đặc biệt và cũng là điều mà tất cả các thành viên trong đoàn mong chờ nhất trong chuyến hành trình, đó là được đến nơi yên giấc ngàn thu của vị đại tướng tài ba để thắp một nén tâm hương tưởng nhớ công lao to lớn của người đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dường như khi đặt chân đến vũ chùa đảo Yến, mọi nhọc nhằn vất vả đều tan biến. Các thành viên trong đoàn đã dâng lên đại tướng những bó hoa tươi thắm thay cho lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với người anh hùng của dân tộc. Rời mảnh đất Quảng Bình, đoàn tiếp tục đến với làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn hành trình đã tổ chức lễ dâng hương báo công lên Bác, báo cáo với Bác về những hoạt động đầy ý nghĩa trong chuyến hành trình này. Tham quan khu di tích, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận sâu sắc, đầy đủ về làng quê xứ Nghệ, nơi Bác được sinh ra và lớn lên, nơi hình thành những bài học đầu tiên về tình yêu quê hương đất nước của người. Những phần quà từ ban tổ chức cuộc hành trình và các thành viên trong đoàn gửi tới các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị, các cán bộ chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển bảo vệ bình yên biển đảo của tổ quốc thân yêu tại huyện đảo Lý Sơn là tấm lòng, là sự biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con bất tử của đất mẹ Việt Nam anh hùng. Cuộc hành trình đã về với những mảnh đất bất khuất, kiên trung của tổ quốc đã thực sự trở thành hành trình đi tìm và khẳng định những giá trị lịch sử vĩnh hằng. Trên mỗi tấc đất của tổ quốc Việt Nam yêu dấu, có anh linh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho màu xanh đất này, cho chúng ta hôm nay được viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những trận đại thắng mới trong hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia biển. Ông cha ta qua ngàn đời đã chống chọi với thiên tai, địch họa và vươn khơi bám biển. Ngày nay, việc giữ gìn an ninh, trật tự và hòa bình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đó là sứ mệnh thiêng liêng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới những vị khách đại diện cho các cán bộ chiến sĩ đang công tác và làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc để cùng giao lưu và chia sẻ những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm nơi căn trường, nơi đổ sóng ngọn gió để bảo vệ và xây dựng biển đảo quê hương. Xin được chúc
trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tướng Tiến sĩ Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và trân trọng kính mời đồng chí Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cùng lên sân khấu và giao lưu cùng quý vị. Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Thưa quý đồng chí, là một trong những lực lượng nòng cốt để bảo vệ an ninh trên biển, thì chúng tôi xin phép được hỏi đồng chí những kết quả nổi bật của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong những năm qua là như thế nào ạ? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành và toàn thể quý vị khán giả trong khán phòng cùng các quý vị đang theo dõi đài truyền hình. Thời gian vừa qua thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban ngành, cùng sự thương yêu đùm bọc của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Thì nói về kết quả nổi bật các cái công việc mà chúng tôi trong thời gian vừa qua, thì trước hết tôi xin kể đến là cái việc thực hiện cái mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Đây là một cái mô hình mà lực lượng cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, chính quyền một số các cái địa phương ven biển. Vừa qua chúng tôi đã làm ở một số những cái xã ven biển, ví dụ như là Bạch Long Vĩ ở Quảng Ninh, rồi Hoàng La, Quang Đông ở Quảng Bình, Cồn Cỏ ở Quảng Trị, Lý Sơn ở Quảng Ngãi, Phú Quý ở Bình Thuận, Ninh Vân ở Khánh Hòa, rồi Gạch Rốc ở Cà Mau và một số các cái xã khác. Thì cái chương trình đồng hành cảnh sát biển đồng hành những ngư dân này thì trước hết là để tạo điều kiện cho bà con vươn khơi bám biển, thì lực lượng cảnh sát biển đã cùng với bà con trước hết là tuyên truyền vận động để cho bà con hiểu rõ về pháp luật của Việt Nam cũng như các pháp luật quốc tế, để cho bà con có ý thức là tôn trọng pháp luật và tôn trọng chủ quyền, rồi tôn trọng cái pháp luật của các nước mà ven biển láng giềng của chúng ta. Từ đó là còn là đi thực hiện các cái công việc như là khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, rồi thực hiện cái chính sách đối với con em các cái gia đình chính sách ở trên các cái xã ven biển, để mà tạo điều kiện tốt nhất cho bà con, đồng hành với bà con trong cái vươn khơi bám biển. Cái điểm thứ hai là cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên là trực sẵn sàng tác chiến và trực 24/24 để mà tiếp nhận các cái thông tin về an ninh hàng hải, rồi thiên tai, rồi các cái vụ cứu hộ cứu nạn, để làm sao mà có thể ứng phó được trong cái điều kiện nhanh nhất. Và riêng sóng lớn đầu năm 2017 vừa qua thì chúng tôi đã cứu hộ và cứu nạn được khoảng 19 vụ và 118 người và các cái phương tiện, rồi các kể cả các cái tàu cá của bà con. Cái điểm thứ ba là cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai các cái biện pháp nắm tình hình để mà thu thập các cái thông tin từ các cái nguồn khác nhau về các cái vi phạm, rồi các cái hành vi vi phạm pháp luật như là buôn lậu, gian lận thương mại và các cái hành vi khác, để mà có cái biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Rồi qua 6 tháng đầu năm 2017 vừa qua thì chúng tôi cũng tiến hành được rất nhiều các cái vụ việc, và trong đó có bàn giao cho các cơ quan chức năng khác để mà xử lý rất nhiều vụ việc. Trong đó thì cái tổng cái tiền mà xử phạt hành chính cũng như là tang vật mà thu được có thể lên đến con số là trên 100 tỷ đồng để mà nộp cho ngân sách nhà nước. Và một cái điểm cuối cùng nữa là cái công tác thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia. Thì cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên duy trì công tác nắm tình hình,
rồi tuần tra kiểm soát và kiên quyết đấu tranh với các cái hành vi mà vi phạm chủ quyền của các cái tàu nước ngoài bằng các cái biện pháp pháp luật, rồi biện pháp ngoại giao, rồi các biện pháp dân sự khác. Chúng tôi đã tuyên truyền rồi đề nghị người ta chấp hành pháp luật và yêu cầu ra khỏi vùng biển Việt Nam, và đồng thời nó cũng là nắm tình hình kịp thời các cái vi phạm của bà con ta là vi phạm trong quá trình đánh bắt cá ở trên biển, để kịp thời cùng với các cơ quan khác mà có các biện pháp để mà xử lý. Cái công tác của cảnh sát biển Việt Nam có thể nói đến một cái kết quả nữa là cái quan hệ quốc tế thì đã quan hệ với nhiều các cái quốc gia. Thì tiêu biểu là trong thời gian vừa qua thì các quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân thì cũng đã có những tàu mà sang thăm và giao lưu với cảnh sát biển, rồi cùng diễn tập trên biển với cảnh sát biển các cái tình huống cứu hộ cứu nạn cũng như là truy bắt tội phạm. Gần đây nhất thì chúng tôi đã ngoài cái việc mà một năm hai lần đi tuần tra cùng với cảnh sát biển Trung Quốc ở trên vịnh Bắc Bộ, thì chúng tôi còn được phép của lãnh đạo các cấp đã cử một cái tàu cảnh sát biển sang cùng với anh em giao lưu với cảnh sát biển Trung Quốc để thắt chặt thêm cái tình hữu nghị, và qua đó là tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và hướng tới xây dựng một cái vùng biển an toàn và hữu nghị. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Bùi Trung Dũng. Rõ ràng là trong những điều kiện làm việc hết sức khó khăn, tuy nhiên thì những cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được những cái kết quả nổi bật, và trong đó thì cái quan hệ ngoại giao, mối quan hệ tốt đẹp ở trên biển đó chính là một phần yếu tố quan trọng để giúp cho những cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là ngư dân của chúng ta có thể là yên tâm bảo vệ, đúng không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng tiến sĩ Bùi Trung Dũng. Và tiếp nối chương trình, xin phép được trò chuyện cùng đồng chí Lưu Văn Huy, cục trưởng cục kiểm ngư. Thưa đồng chí, chúng tôi được biết là được thành lập không lâu, tuy nhiên thì lực lượng kiểm ngư đã thực hiện tốt nhiệm vụ thực thi luật pháp trên biển và cùng đồng hành với ngư dân vươn khơi xa bảo vệ chủ quyền. Vậy thì xin phép được hỏi đồng chí một số những hoạt động nổi bật của cục kiểm ngư nhằm trợ giúp cho bà con ngư dân yên tâm sản xuất trên vùng biển của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và các bạn, cho phép tôi thay mặt cho kiểm ngư xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và ban tổ chức đã cho anh em kiểm ngư được giao lưu trao đổi và cái cuộc gọi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, năm 2014 vào ngày 15 tháng 4 thì lực lượng kiểm ngư bắt đầu ra mắt, cùng với các lực lượng khác. Lực lượng kiểm ngư có sự hiện diện của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các bộ ban ngành, ủy ban nhân dân ra mắt chính thức lực lượng kiểm ngư. Và sau 15 ngày thì chúng ta đã cùng với các lực lượng khác xử lý nhiệm vụ giàn khoan 981 trên vùng biển Việt Nam. Để cùng với các lực lượng khác, lực lượng kiểm ngư nhanh chóng vừa ra đời vừa xây dựng lực lượng, cùng phối hợp với các lực lượng khác, nhiệm vụ chính của lực lượng kiểm ngư đó là thực thi pháp luật thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Sự ra đời của lực lượng kiểm ngư là một sự sáng tạo của Đảng và Nhà nước cho công cuộc giữ gìn bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. Chính vì thế, cho nhiệm vụ chính đó là tuần tra, kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển. Hiện nay, lực lượng kiểm ngư đã hình thành và phát triển 5 vùng kiểm ngư, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và mới đây là thành lập tại tỉnh Kiên Giang. Sự phối hợp giữa đồng hành giữa Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã được sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm ngư với các cơ quan đơn vị trong quy chế hợp tác. Và cái nhiệm vụ quan trọng đó là trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tổ chức và trong 3 năm qua đã hàng ngàn cuộc tuần tra kiểm tra kiểm soát. Và nhiệm vụ chính đó là phát hiện ngăn chặn tất cả các cái hoạt động trái phép của các tàu cá nước ngoài hoặc các lực lượng nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã có hơn 2.000 cái tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, và trong đó có một nửa số đó là tàu cá Trung Quốc. Cái đặc điểm thứ hai tức là nhiệm vụ rất quan trọng của lực lượng kiểm ngư phối hợp các lực lượng khác đó là đồng hành hỗ trợ và bảo vệ bà con ngư dân thực hiện các nhiệm vụ khai thác trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Đây là khẳng định cái chủ quyền thiêng liêng của chúng ta. Sự hiện diện của bà con ngư dân là sự hiện diện của chủ quyền quốc gia. Chính vì thế, lực lượng kiểm ngư đồng hành cùng các lực lượng
khác để phối hợp giải quyết những vấn đề hỗ trợ cho bà con ngư dân. Điểm thứ ba đó là rất quan trọng, đó là tham gia cứu hộ cứu nạn, giống như đồng chí cảnh sát biển vừa nói, đó là cái sự tham gia hỗ trợ cho bà con khi gặp tình huống xấu xảy ra, đó là khi mà gặp thiên tai bão lũ. Chúng tôi bằng cái công nghệ hiện đại thì đã được Đảng Nhà nước giao cho công nghệ và hỗ trợ cho bà con ngư dân, thông báo cho bà con ngư dân là các cái vị trí, và đồng thời là các cái khi mà thiên tai, đồng thời dự báo ngư trường để cho bà con đến bây giờ là cái công tác dự báo ngư trường của bà con đến hàng ngày có thể là giải quyết những vấn đề khai thác thủy sản. Nó nhiệm vụ rất quan trọng nữa, và chúng tôi đó là tham gia phối hợp thực hiện những hợp tác quốc tế trong cái việc đưa bà con sang khai thác ở một vùng số biển các nước mà chính thống chứ không phải đi khai thác trái phép. Và chính vì thế trong thời gian vừa qua đã đưa hàng ngàn bà con phối hợp với Bộ Ngoại giao, các lực lượng chức năng khác để đưa bà con bị nước ngoài kiểm soát bắt giữ về nước và ký kết tham gia các đường dây nóng. Và hiện nay chúng ta đã ký với Trung Quốc, chúng ta đã ký với Philippines, và sắp tới đây chúng ta sẽ ký với một số nước như Indo, Malaysia, các quốc đảo Tây Thái Bình Dương và các ở phía khu vực Việt Nam, Tây Nam. Cho phép tôi một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị đại biểu trong cái thời gian vừa qua đã phối hợp chặt chẽ, sự phối hợp đồng hành hiệp đồng với các lực lượng, phối hợp với lực lượng kiểm ngư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và chúng tôi mong muốn rằng với tình cảm của mình, các bạn, các quý vị để tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó một cách tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Xin chào cảm ơn đồng chí Lê Quang Huy. Mặc dù là với tuổi đời còn khá là trẻ, 3 tuổi đúng không ạ? Tuy nhiên thì cục kiểm ngư cũng đã cùng kết hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp thực thi luật pháp ở trên biển, và từ đó thì sẽ giúp cho những cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là những ngư dân của chúng ta yên tâm bám biển. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí đã tới tham dự chương trình Dân Hương ngày hôm nay, và xin kính chúc các đồng chí luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị, và tới tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Tiến sĩ Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, có một món quà rất đặc biệt để gửi tới toàn thể quý vị, đó chính là một ca khúc do đồng chí tự sáng tác. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Con sóng tình em với phần trình bày của ca sĩ Bích Ngọc đến từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2017, đoàn đã trở về thủ đô Hà Nội tới dâng hương tưởng niệm và làm lễ báo công với Bác tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Các thành viên trong đoàn đã kính cẩn báo cáo lên Bác những kết quả tốt đẹp về công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua chuyến hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu. Ngay sau lễ báo công, đoàn tiếp tục làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Hoa hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã được mặc trang trọng trước đài tưởng niệm. Các đại biểu đã lần lượt thành kính thắp nến tâm nhang, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau lễ dâng hương, đại tướng Võ Tấn Thị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu. Cuộc gặp đã diễn ra long trọng và ấm áp tại văn phòng Quốc hội. Tại buổi tiếp kiến, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Trí Nghĩa, Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân đã thay mặt ban tổ chức báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về các hoạt động của báo trong những năm vừa qua và những kết quả tốt đẹp mà đoàn hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu đã thực hiện được trong chuyến công tác. Đồng thời, thay mặt cho lãnh đạo báo Đại biểu Nhân dân xin hứa với Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực ngày càng vươn lên và là tiếng nói của đại biểu mang tâm nguyện của cả nhân dân, không ngừng tăng tính hấp dẫn và có tác động lớn đối với xã hội. Cũng trong buổi tiếp kiến, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về những thành tích, những chiến công mà lực lượng cán bộ và chiến sĩ cảnh sát biển anh hùng đã đạt được trong suốt những năm vừa qua. Và khẳng định, lực lượng cảnh sát biển sẽ không ngừng học tập,
trau dồi đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát biển ngày càng lớn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thành một địa thiêng liêng của Tổ quốc, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Bác, của nhân dân, xứng đáng là chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam anh hùng. Tham dự buổi tiếp kiến, lãnh đạo Cục Kiểm ngư cho biết, tuy mới được thành lập, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ và động viên của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng Kiểm ngư hứa sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng để trở thành lực lượng đủ mạnh, chính quy, thân thiện và luôn đồng hành cùng ngư dân bám trụ trên biển, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư, đồng bào ngư dân đang ngày đêm canh giữ và xây dựng biển, hải đảo quê hương và các đại biểu tham dự chuyến hành trình. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các hoạt động và những kết quả tốt đẹp mà đoàn đại biểu đã thực hiện được thông qua chuyến hành trình. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định những đóng góp đó sẽ góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế biển nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.